số vấn đề liên quan trong thời gian qua. Mời cô chú anh chị cùng theo dõi hết cái video này để nghe những lời tâm sự từ thầy Thích Minh Tuệ nhé. Ờ, mọi người tật tự nhỉ, tới đây ở đâu rồi? YouTube với TikTok mỗi ngày là đây cho thay đổi. À, YouTube với Tumblr đâu, khi nào thì bảo quay thì không quay, khi không bảo quay thì lại quay. Ờ, đâu nhỉ? Dạ, có ngay này ngoài con nước hết rồi thầy ạ. Ờ, thế chưa? Người nào phải thành đó. Nói với tôi ra. Em lặng xuống để cho thầy nói. Đi vô đi ạ. Mẹ anh đi lại bên đây nào. Mẹ anh đi lại bên đây nào. Mẹ anh đi lại đây đi ạ. Thôi, cho ra ngoài nhà đi. Dạ, cho mấy bạn tớ đi vào đi. Cho mấy bạn chú tớ đi vào đi. Rồng rồng ra tiếng. Rồi đây. Đâu hết chưa? Dạ rồi thầy. Coi chưa? Dạ. Coi chưa? Dạ rồi thầy chia sẻ đi ạ. À, hôm nay con mới chia sẻ với mọi người á là ở chỗ con đi là không có đội trưởng nào cả. Không có ai chịu trách nhiệm đứng ra để quyên góp tiền để bố thí cho những cái người tu hành. Dạ. Nhưng mà cá nhân gia đình nào họ tự đi khất thực mà họ tự bố thí thì quyền của họ, chứ không có quyên góp gửi tài khoản hay nhờ vả gì ai khất thực cả. Nếu mà biết là họ không nhận, họ chỉ đi khất thực, nếu mà tới nhà họ xin cơm nguội hay là cái gói mì gói hay cái gì đó để cho nhẹ, chứ không cần phải quyên góp tiền bạc gì của ai đứng ra chịu trách nhiệm cả. Nên là mọi người biết được rồi thì đừng có nghe những cái người mà người ta lợi dụng, người ta lừa đảo, gửi tài khoản từ xa tới để làm những cái điều không tốt. Con cũng nói như thế, ở đây là không có đoàn gì cả. Tại vì mọi người là tự nguyện đi học, ai muốn đi thì đi, muốn về thì về, chứ không có tổ chức gì cả, họ tự đi khất thực. Con cũng nói với mọi người cũng không có truyền bá, cái đây là tập học cái đạo đức, cái sức khỏe, rèn luyện cái bộ hành. Khám nhận để có cái sức khỏe để học tập cái đạo đức theo lời Phật dạy thế thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Chứ mọi người cứ nghe nói là gửi tiền gửi bạc, cái là mọi người tự, nếu mà nghe dạ cả tin thì mọi người chịu lấy, chứ không có ai nhận cái đấy cả. Vâng, nhưng mà mọi người mà muốn bố thí hay là cái gì được cho những người tu tập thì đưa tới tay, đừng có gửi. Tự mình đấy, gặp hữu duyên thì bố thí, còn không gặp thì thôi. Cũng với lại cho, không phải là tranh nhau nháo nhác như thế này, đặt một cái đầy người làm đổ hết cũng không được. Phải đúng chỗ với lại mọi người đi là đảm bảo cái trật tự, khoảng cách ra, giao thông, giao tiếp an toàn, để họ nói với lại cái chỗ nghỉ ngơi á. Rừng thì rất là rộng, ngồi xa ra mỗi người một chỗ ấy. Ngồi nghỉ cho nó thoải mái, không phải chen chúc như thế này, lộn xộn với này trật tự giao thông, ai cũng khổ cả. Nên là mọi người biết được như thế thì học tập thì tốt đẹp. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dán vào quan cho thầy đi. Rồi bây giờ xin mời thầy đây. Con người Giáo Linh thầy qua địa phận Giáo Linh, người Giáo Linh Quảng Trị như thế nào thế? Quan trọng như thế. Mọi người đều tốt đẹp cả, đều hạnh phúc. Đi tới đâu thì con cũng đều ước chúc cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc cả. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy sẽ cùng lên đường luôn. Ờ gì đừng cô ấy họ nhìn, đừng cô hãy từ bi nhìn, đừng cô hung hãn, mình nhẹ nhàng đi. Mọi người ấy chứ. Rồi bây giờ mọi người luôn này cũng, nhưng ở đây tụi em là cũng gần thầy từ đến giờ, nhưng mà em nói đây phải lòng anh nào là anh nói nên giữ nha. Còn nếu khi mà để công an vào làm việc rồi á, là người nào làm người đó tự chịu, bởi vì trong đây đã có thông tin. Và cùng nói chung là tôi biết được khoảng 90% thôi. Vừa nay thầy định chỉnh đó, chính tôi lại nói với thầy đấy, và định chỉnh về cái việc đó. Tôi nói này, anh em nào trong, bất kể anh em cùng đi với thầy đấy, đó như trong hay ngoài, có anh em nào phải lòng anh nào, tôi không nói ở đây tôi biết, nhưng tôi không nói rõ tên ai cả, nhưng phải lòng anh nào anh đó tự định chỉnh lại nhá. Bởi vì đã có thông tin đó này, mà khi mà dính dữ đến công an vào làm việc, lời đừng có đứa anh em đi chung đi vào đó, người nào làm người đó chịu.
15 anh chịu. Đó. Mới là được. Thôi thôi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi. Hoan hỷ. Không hỏi nhưng mà mọi người á đừng có uống vô đấy. Số đời. A Di Đà Phật thầy nói hay quá mọi người. Ờ dành nhau. Dành nhau nha. Cả nhà nha. Đừng cho đẩy nha. Vậy đây đừng cho đẩy nha cả nhà. Đừng cho đẩy. Ờ. Thôi mình dừng. Thôi được rồi mình định dặn ra cho tay ra hết. Tôi muốn dừng dặn đây. Thẳng. À. Thôi được chứ. Thầy anh kiến đẩy cô kia thầy lấy cái như sau đi rồi đừng nuôi hành xong giãn ra rộng ra dạ ở với lại ở đây nữa như vệ sĩ đồ ở đâu ra chứ như những người tu hành ấy cũng không cần vệ sĩ đâu từ mình giữ gìn giới luật đấy chả cần ai bảo vệ cả mình học tập cái điều tốt cái điều tốt lành cái giới luật nó bảo vệ mình cái đạo đức kia mình không có làm điều gì sai trái thì cần gì ai bảo vệ đâu mình không phải là quan chức quan quyền gì hay là cái gì quan trọng cả mình xả bỏ hết rồi ngồi ở gốc cây rồi đâu có cái gì nữa mà bảo vệ cho mình nữa nên là càng bảo vệ thì càng lộn xộn không có gì cả càng lung tung ấy thầy nói chí phải vâng nên là không cần ai bảo vệ cả không cần nhưng mà mọi người là nên tới đứng thì có cái khoảng cách cho đứng sát đi chẳng hạn như đang ngồi đấy mọi người áp sát vào rồi lại tranh nhau xô nhau cái này dẫm đạp lên có khi lại tự mình để dẫm đạp lên mình đấy ở tai hại nên là mọi người làm được như thế thì tốt đẹp hạnh phúc A Di Đà Phật tại vì con là những người tu hành là không cần phải tự mình làm cái điều theo lời Phật dạy giữ giới luật được là họ bảo vệ cho mình chứ mình đây chưa bảo vệ được cho mình ai đây cũng già chết thôi chứ bảo vệ cho ai được rồi bệnh đấy mọi người bệnh tật cũng không làm được đâu học tập ấy đạo đức giới luật thì mới bảo vệ được cho mình A Di Đà Phật A Di Đà Phật nhìn lại còn chỉ bảo đấy là đúng buông bỏ hết rồi bây giờ chuẩn bị lên đường nha mọi người thầy đang chờ các huynh đệ chuẩn bị lên đường luôn có các sư chờ họ chờ các sư mọi người đi ra phía trước đi để chờ ra bây giờ tất cả ai cũng làm một hai người thì không sao không đám người đến như thế nào nó lộn xộn lắm chém qua trực tiếp đi làm cái đó là xe đó ôi nhà mọi người mà gần đất đi Cô đi đúng rồi thầy đúng rồi đứng ra xa ra tí dán giống ra để cho thầy đi cho mặt ở đây đứng đông nóng quá mọi người đứng xa cho thầy thầy có những cái chia sẻ rất là thẳng thắn rồi ha không có quyên góp tiền từ thiện hay gì đây cả và đây không phải là một cái đoàn ha ai phát tâm đi theo thì đi nha quý vị còn ai không muốn đi nữa thì có thể về nhà ha đó thầy chia sẻ như vậy mọi người thầy đang đợi những huynh sư huynh đệ khác chuẩn bị xong y là sẽ lên đường nha bây giờ 3 giờ chiều nó
Ngay lúc này, sư Thích Minh Tuệ kêu tất cả mọi người im lặng để sư chia sẻ một số vấn đề liên quan trong thời gian qua. Mời cô chú anh chị cùng theo dõi hết cái video này để nghe những lời tâm sự từ thầy Thích Minh Tuệ nhé. À, mọi người tật tự nhỉ, tới đây ở đâu rồi? YouTube có mỗi ngày là đây tôi thay đổi. À, YouTube mơ đâu, khi nào thì bảo quay thì không quay, khi không bảo quay thì lại quay. Ờ à, đâu nhỉ? Dạ, có ngay này ạ. Ở ngoài quán nước hết rồi thầy ạ. Ờ, thế chưa? Được người nào phải thầy đó? Mới như tôi thế. Rồi, im lặng xuống để thầy nói. Đi vào đi ạ. Để thầy nói chuyện với thầy. Để thầy nói chuyện với thầy. Mẹ anh chưa có đi lại đấy đi ạ. Ôi, sao ra ngoài nhà chứ. Dạ, cho mấy bạn tôi đi vào đi. Chưa có đi vào đi. Rộng ra tí. Đâu hết chưa? Dạ rồi thầy. Có chưa? Dạ. Có chưa? Dạ rồi. Dạ rồi thầy chia sẻ đi ạ. À, hôm nay con mới chia sẻ với mọi người á là ở chỗ con đi là không có đội trưởng nào cả. Không có ai chịu trách nhiệm đứng ra để quyên góp tiền để bố thí cho những cái người tu hành. Yeah. Nhưng mà cá nhân gia đình nào họ tự đi khất thực và họ tự bố thí thì quyền của họ, chứ không có quyên góp gửi tài khoản hay nhờ vả gì ai khất thực cả. Nếu mà biết là họ không nhận, họ chỉ đi khất thực, nếu mà tới nhà họ xin cơm nguội hay là cái gói mì gói hay cái gì đó để cho nhẹ, chứ không cần phải quyên góp tiền bạc gì của ai đứng ra chịu trách nhiệm cả. Nên là mọi người biết được rồi thì đừng có nghe những cái người mà người ta lợi dụng, người ta lừa đảo, gửi tài khoản từ xa tới. Yeah. Để làm những cái điều không tốt. Con cũng nói như thế, ở đây là không có đoàn gì cả. Tại vì mọi người là tự nguyện đi học, ai muốn đi thì đi, muốn về thì về, chứ không có tổ chức gì cả, họ tự đi khất thực. Con cũng nói với mọi người cũng không có truyền bá, cái đây là tập học, cái đạo đức, cái sức khỏe, rèn luyện cái bộ hành. Khám nhận để có cái sức khỏe để học tập cái đạo đức theo lời Phật dạy thế thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Chứ mọi người cứ nghe nói là gửi tiền gửi bạc hay là mọi người tự, nếu mà nhẹ dạ cả tin thì mọi người chịu lấy, chứ không có ai nhận cái đấy cả. Vâng, nhưng mà mọi người mà muốn bố thí hay là cái gì được cho những người tu tập thì đưa tới tay, đừng có gửi. Tự mình đấy. Yeah. Gặp hữu duyên thì bố thí, còn không gặp thì thôi. Cũng với lại cho, không phải là tranh nhau nháo nhác như thế này, đặt một cái đầy người làm đổ hết cũng không được. Phải đúng chỗ với lại mọi người đi là đảm bảo cái trật tự, khoảng cách ra, giao thông, giao tiếp an toàn, để họ nói với lại cái chỗ nghỉ ngơi á. Rừng thì rất là rộng, ngồi xa ra mỗi người một chỗ ấy. Ngồi nghỉ cho nó thoải mái, không phải chen chúc như thế này, lộn xộn với này, trật tự giao thông ai cũng khổ cả. Nên là mọi người biết được như thế thì học tập thì tốt đẹp. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dán cho thầy đi. Rồi bây giờ mời thầy đi. Rồi. Con người Yolin linh thầy qua địa phần Yolin linh, người Yolin linh Quảng Trị như thế nào thế? Cảm như thế. Mọi người đều tốt đẹp cả, đều hạnh phúc. Đi tới đâu thì con cũng đều ước gì cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc cả. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy sẽ chuẩn lên đường luôn. Ờ gì đừng cô ấy hỏi nhỉ, đừng cô hãy từ bi nhỉ. Ờ đừng cô hung hãn, mình nhẹ nhàng đi. Ờ mọi người ấy chứ. Rồi bây giờ mọi người luôn luôn. Chúng, nhưng ở đây á, tụi em là cũng gần thầy từ đến giờ. Nhưng mà em nói đây phải lòng anh nào là anh nói nên giữ nha. Còn nếu khi mà để công an vào làm việc rồi á, là người nào làm người đó tự chịu. Bởi vì trong đây đã có thông tin. Và cùng nói chung là tôi biết được khoảng 90% thôi. Vừa này thầy đình chính đó, chính tôi lại nói với thầy đấy. Và đình chính với cái việc đó. Nhưng tôi nói này, anh em nào trong, bất kể anh em cùng đi với thầy đấy, đó dù trong hay ngoài, có anh em nào phải lòng anh nào, tôi không nói ở đây tôi biết, nhưng tôi không nói rõ tên ai cả. Nhưng phải lòng anh nào anh đó tự đình chính lại nhá. Bởi vì đã có thông tin đó này, mà khi mà dính điều đến công an vào làm việc, lời đừng có đưa anh em đi chung đi vào đó, người nào làm người đó chịu.
15 tỷ triệu. Đó. Thôi là được. Thôi thôi. Ông A Di Đà Phật. Đó rồi. Không hỏi nhưng mà mọi người á đừng có vô đấy. Đúng số rồi. A Di Đà Phật là tài nói hay quá mọi người. Ờ dành nhau. Quan điểm nha. Cả nhà nhá. Đừng cho đẩy nha. Vậy đây đừng cho đẩy nha cả nhà. Đừng cho đẩy. Ờ. Thôi mình đừng. Thôi được rồi, mình định dàn ra cho tay đi ta. Thôi mình định dàn ra đây. Thôi được, anh xem ưu tốt một chút gì mà. Đó được rồi thì cảm giác qua không qua thầy anh kia anh đẩy cô kia thầy lấy thấy như sau thì đi đi rồi đừng nuôi hẳn cho giãn ra rộng ra giãn ra ở với lại ở đây nữa như vệ sĩ đồ ở đâu ra chứ như những người tu hành ấy cũng không cần vệ sĩ đâu từ mình giữ gìn giới luật đấy chả cần ai bảo vệ cả mình học tập cái điều tốt cái điều tốt lành cái giới luật nó bảo vệ mình cái đạo đức kia mình không có làm điều gì sai trái thì cần gì ai bảo vệ đâu mình không phải là quan chức quan quyền gì hay là cái gì quan trọng cả mình xả bỏ hết rồi ngồi ở gốc cây rồi đâu có cái gì nữa mà bảo vệ cho mình nữa nên là càng bảo vệ thì càng lộn xộn không có gì cả càng lung tung ấy thầy nói chứ phải vâng nên là không cần ai bảo vệ cả không cần nhưng mà mọi người là nên tới đứng thì có cái khoảng cách chứ đứng sát đi chẳng hạn như đang ngồi đây mọi người áp sát vào rồi lại tranh nhau xô nhau cái này dẫm đạp lên có khi là tự mình lại dẫm đạp lên mình đấy tai hại nên là mọi người làm được như thế thì tốt đẹp hạnh phúc A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật tại vì con là người những người tu hành là không cần phải tự mình làm cái điều theo lời Phật dạy giữ giới luật được là họ bảo vệ cho mình chứ mình đây chưa bảo vệ được chứ mình ai đây cũng già chết thôi chứ bảo vệ cho ai được rồi bệnh nhé mọi người bệnh tật cũng không làm được đâu học tập ấy đạo đức giới luật thì mới bảo vệ được cho mình A Di Đà Phật A Di Đà Phật lai quả sư chỉ bảo đấy là đúng buông bỏ hết rồi bây giờ chuẩn bị lên đường nha mọi người thầy đang chờ các quân đệ chuẩn bị lên đường luôn có các sư chờ họ chờ các sư mọi người đi ra phía trước đi để chờ ra bây giờ tất cả ai cũng làm 1-2 người thì không sao một trăm người cũng nên như thế là nó thầy có những cái chia sẻ rất là thẳng thắn với mình ha không có quyên góp tiền từ thiện hay gì đây cả và đây không phải là một cái đoàn ha ai phát tâm đi theo thì đi nha quý vị còn ai không muốn đi nữa thì có thể về nhà ha đó thầy chia sẻ như vậy mọi người thầy đang đợi những huynh sư huynh đệ khác chuẩn bị xong y là sẽ lên đường nha bây giờ 3 giờ chiều rồi tất
Ngay lúc này, sư Thích Minh Tuệ kêu tất cả mọi người im lặng để sư chia sẻ một số vấn đề liên quan trong thời gian qua. Mời cô chú anh chị cùng theo dõi hết cái video này để nghe những lời tâm sự từ thầy Thích Minh Tuệ nhé. À, mọi người tật tự nhỉ, tới đây ở đâu rồi? Kinh, YouTube có TikTok, mỗi ai ra đây cho thay đổi. À, YouTube YouTuber đâu, khi nào thì bảo quay thì không quay, khi không bảo quay thì lại quay. Ờ, à, đâu nhỉ? Dạ, báo ngay này ạ. Ngoài quán nước hết rồi thầy ạ. Ờ, thế chưa? Được rồi, nào phải hỏi đó. Nói YouTube ra. Lặng xuống để cho thầy nói. Đi vào đi ạ. Mẹ anh YouTube đi lại đấy đi ạ. Mẹ anh YouTube đi lại đấy đi ạ. Thôi, cho ra ngoài nhà kia đi lại đấy. Cho mấy bạn tập đi vào đi. Cho mấy bạn YouTube đi vào đi. Rồng ra tí rồi đâu hết chưa? Dạ rồi thầy. Có chưa? Dạ. Có chưa? Dạ rồi. Dạ rồi thầy chia sẻ đi ạ. À, hôm nay con mới chia sẻ với mọi người á là ở chỗ con đi là không có đội trưởng nào cả, không có ai chịu trách nhiệm đứng ra để quyên góp tiền để bố thí cho những cái người tu hành. Yeah. À, nhưng mà cá nhân gia đình nào họ tự đi khất thực và họ tự bố thí thì quyền của họ, chứ không có quyên góp gửi tài khoản hay nhờ vả gì ai khất thực cả. Nếu mà biết là họ không nhận, họ chỉ đi khất thực, nếu mà tới nhà họ xin cơm nguội hay là cái gói mì gói hay cái gì đó để cho nhẹ, chứ không cần phải quyên góp tiền bạc gì của ai đứng ra chịu trách nhiệm cả. Nên là mọi người biết được rồi thì đừng có nghe những cái người mà người ta lợi dụng, người ta lừa đảo, gửi tài khoản từ xa tới. Yeah. Để làm những cái điều không tốt. Con cũng nói như thế, ở đây là không có đoàn gì cả. Tại vì mọi người là tự nguyện đi học, ai muốn đi thì đi, muốn về thì về, chứ không có tổ chức gì cả, họ tự đi khất thực. Con cũng nói với mọi người cũng không có truyền bá, cái đây là tập học, cái đạo đức, cái sức khỏe, rèn luyện cái bộ hành. Khám nhận để có cái sức khỏe để học tập cái đạo đức theo lời Phật dạy thế thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Chứ mọi người cứ nghe nói là gửi tiền gửi bạc, cái là mọi người tự, nếu mà nhẹ dạ cả tin thì mọi người chịu lấy, chứ không có ai nhận cái đấy cả. Vâng, nhưng mà mọi người mà muốn bố thí hay là cái gì được cho những người tu tập thì đưa tới tay, đừng có gửi. Tự mình đấy. Yeah. Gặp hữu duyên thì bố thí, còn không gặp thì thôi. Cũng với lại cho, không phải là tranh nhau nháo nhác như thế này, đặt một cái đầy người làm đổ hết cũng không được. Phải đúng chỗ với lại mọi người đi là đảm bảo cái trật tự, khoảng cách ra, giao thông, giao tiếp an toàn, để họ nói với lại cái chỗ nghỉ ngơi á. Rừng thì rất là rộng, ngồi xa ra mỗi người một chỗ ấy. Ngồi nghỉ cho nó thoải mái, không phải chen chúc như thế này, lộn xộn với này, trật tự giao thông ai cũng khổ cả. Nên là mọi người biết được như thế thì học tập thì tốt đẹp. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con cho thầy đi. Rồi bây giờ mời thầy đi. Rồi. Con người Yolin nghe thầy qua địa phần Yolin, người Yolin Quảng Trị như thế nào thế? Cảm nghĩ thế. Mọi người đều tốt đẹp cả, đều hạnh phúc. Đi tới đâu thì con cũng đều ước chú cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc cả. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy sẽ không phải lên đường luôn. Ờ gì đừng cô ấy hỏi nhỉ, đừng cô hãy từ bi nhỉ. Ờ đừng cô hung hãn, mình nhẹ nhàng đi. Ờ mọi người ấy chứ. Rồi bây giờ mọi người luôn này cũng những ở đây á, tụi em là còn gần thầy từ trước đến giờ. Nhưng mà em nói đây phải lòng anh nào là anh nói nên giữ nha. Còn nếu khi mà để công an vào làm việc rồi á, là người nào làm người đó tự chịu. Bởi vì trong đây đã có thông tin. Và cùng nói chung là tôi biết được khoảng 90% rồi. Vừa này thầy đình chính nó chính, tôi lại nói với thầy đấy. Và đình chính với cái việc đó. Nhưng tôi nói này, anh em nào trong, bất kể anh em cùng đi với thầy đấy, có dù trong hay ngoài, có anh em nào phải lòng anh nào, tôi không nói ở đây tôi biết, nhưng tôi không nói rõ tên ai cả. Nhưng phải lòng anh nào anh đó tự đình chính lại nhá. Bởi vì đã có thông tin đó này, mà khi mà dính dù đến công an vào làm việc, lời đừng có đưa anh em đi chung đi vào đó, người nào làm người đó chịu.
15 mình tự chịu. Đó. Thôi là được. Thôi thôi thôi. Ông ai đi đặt Phật. À rồi. Hoan hỉ. Không hay nhưng mà mọi người á đừng có vô đấy. Số đời. Ai đi đặt tại tại nói hay quá mọi người. Rồi chào nhau. Con đèn lên nha. Con nha nha. Đừng số đẩy nha. Vậy đây đừng số đẩy cho cả nhà. Đừng số đẩy. Thôi mình đừng. Thôi được rồi mình đừng dàn ra cho tay ra ha. Thôi mình đừng dàn ra đây. Thôi được chứ em tốt là không gì mà. Rồi được rồi chị. Vâng vâng. Đúng quá. Tại anh kia anh đẩy cô kia thầy lên thấy. Đi sao thì đi đi. Rồi. Được nuôi hẳn xong. Giãn ra, giãn ra. Giãn ra. Ở với lại ở đây nữa như vệ sĩ đồ ở đâu ra chứ như những người tu hành ấy cũng không cần vệ sĩ đâu từ mình giữ gìn giới luật đấy chả cần ai bảo vệ cả mình học tập cái điều tốt cái điều tốt lành cái giới luật nó bảo vệ mình cái đạo đức chứ mình không có làm điều gì sai trái thì cần gì ai bảo vệ đâu mình không phải là quan chức quan quyền gì hay là cái gì quan trọng cả mình xả bỏ hết rồi ngồi ở gốc cây rồi đâu có cái gì nữa mà bảo vệ cho mình nữa nên là càng bảo vệ là càng lộn xộn không có gì cả càng lung tung ấy để nói chi phải nên là không cần ai bảo vệ cả không cần nhưng mà mọi người là nên tới đứng thì có cái khoảng cách cho đứng sát đi chẳng hạn như đang ngồi đây mọi người áp sát vào rồi lại tranh nhau xô nhau cái này dẫm đạp lên có khi là tự mình để dẫm đạp lên mình đấy ở tai hại nên là mọi người làm được như thế thì tốt đẹp hạnh phúc A Di Đà Phật tại vì con là những người tu hành là không cần phải tự mình làm cái điều theo lời Phật dạy điều giới luật được là họ bảo vệ cho mình chứ mình đây chưa bảo vệ được cho mình ai đây cũng già chết thôi chứ bảo vệ cho ai được rồi bệnh đấy mọi người bệnh tật cũng không làm được đâu học tập ấy đạo đức giới luật thì mới bảo vệ được cho mình A Di Đà Phật sư chỉ bảo đấy là đúng buông bỏ hết rồi bây giờ chuẩn bị lên đường nha mọi người thầy đang chờ các huynh đệ chuẩn bị lên đường luôn có các sư chờ các sư mọi người đi ra phía trước đi để ra bây giờ tất cả ai cũng làm một hai người thì không sao mà một đám người cứ đến thế là nó lộn xộn lắm chém qua trực tiếp đi lạc hay đó là xe xe đó ôi nhà mọi người mà gần đã đi qua đi qua đi cô cứ đi ra coi coi cứ giữ luôn đi từ mày lắm từ mày để đắp sẵn thầy đưa mấy huynh mấy huynh đệ đi. Cái tốt đánh ra đi, cái tốt đánh ra đi cho thầy đi. Không cho cô. Không cho cô. Không cho cô. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Đúng ra ít cái dán xong ra để cho thầy đi cho mặt. Ở đây đứng đông nóng quá mọi người. Xa cho thầy. Thầy có những chia sẻ rất là thẳng thắn với ha, không có quyên góp tiền từ thiện hay gì đây cả. Và đây không phải là một cái đoàn ha, ai phát tâm đi theo thì đi nha quý vị. Còn ai không muốn đi nữa thì có thể về nhà ha. Đó, thầy chia sẻ như vậy mọi người. Thầy đang đợi những huynh sư huynh đệ khác chuẩn bị xong y là sẽ lên đường nha. Bây giờ 3 giờ chiều. Tích
Ngay lúc này, sư Thích Minh Tuệ kêu tất cả mọi người im lặng để sư chia sẻ một số vấn đề liên quan trong thời gian qua. Mời cô chú anh chị cùng theo dõi hết cái video này để nghe những lời tâm sự từ thầy Thích Minh Tuệ nhé. À, mọi người tật tự nhỉ, tới đây ở đâu rồi? YouTube có mỗi ngày là đây cho thay đổi. YouTube với Super đâu, khi nào thì bỏ quay thì không quay, khi không bỏ quay thì lại quay. Ờ đâu nhỉ? Dạ, bao ngày này ạ. Ở ngoài có nước hết rồi chị ạ. Ờ, thế chưa? Được nào phải thành đó. Nói như tôi thế. Rồi, im lặng xuống để cho thầy nói. Đi vô đi ạ. Mẹ như tôi biết là đấy đi ạ. Thôi, cho đang ngoài nhà. Cho mấy bạn tôi đi vào đi. Cho mấy bạn chứ tôi đi vào đi. Rồng rồng ra tiếng rồi đây. Đâu hết chưa? Dạ rồi thầy. Coi chưa? Dạ. Coi chưa? Dạ rồi. Dạ rồi thầy chia sẻ đi ạ. Hôm nay con mới chia sẻ với mọi người á là ở chỗ con đi là không có đội trưởng nào cả, không có ai chịu trách nhiệm đứng ra để quyên góp tiền để bố thí cho những cái người tu hành. Nhưng mà cá nhân gia đình nào họ tự đi khất thực mà họ tự bố thí thì quyền của họ, chứ không có quyên góp gửi tài khoản hay nhờ vả gì ai khất thực cả. Nếu mà biết là họ không nhận, họ chỉ đi khất thực, nếu mà tới nhà họ xin cơm nguội hay là cái gói mì gói hay cái gì đó để cho nhẹ, chứ không cần phải quyên góp tiền bạc gì của ai đứng ra chịu trách nhiệm cả. Nên là mọi người biết được rồi thì đừng có nghe những cái người mà người ta lợi dụng, người ta lừa đảo, gửi tài khoản từ xa tới để làm những cái điều không tốt. Con cũng nói như thế, ở đây là không có đoàn gì cả. Tại vì mọi người là tự nguyện đi học, ai muốn đi thì đi, muốn về thì về, chứ không có tổ chức gì cả, họ tự đi khất thực. Con cũng nói với mọi người cũng không có truyền bá, cái đây là tập học, cái đạo đức, cái sức khỏe, rèn luyện cái bộ hành. Khám nhận để có cái sức khỏe để học tập cái đạo đức theo lời Phật dạy thế thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Chứ mọi người cứ nghe nói là gửi tiền gửi bạc, cái là mọi người tự, nếu mà nhẹ dạ cả tin thì mọi người chịu lấy, chứ không có ai nhận cái đấy cả. Vâng, nhưng mà mọi người mà muốn bố thí hay là cái gì được cho những người tu tập thì đưa tới tay, đừng có gửi. Tự mình đấy, gặp hữu duyên thì bố thí, còn không gặp thì thôi. Cũng với lại cho, không phải là tranh nhau nháo nhác như thế này, đặt một cái đầy người làm đổ hết cũng không được. Phải đúng chỗ với lại mọi người đi là đảm bảo cái trật tự, khoảng cách ra, giao thông, giao tiếp an toàn, để họ nói với lại cái chỗ nghỉ ngơi á. Rừng thì rất là rộng, ngồi xa ra mỗi người một chỗ ấy. Ngồi nghỉ cho nó thoải mái, không phải chen chúc như thế này, chen chúc như thế này, lộn xộn với này trật tự giao thông ai cũng khổ cả. Nên là mọi người biết được như thế thì học tập thì tốt đẹp. Ai gì đẹp rồi? Ai gì đẹp rồi? Dán vào phần cho thầy đi. Rồi bây giờ mời thầy đây. Con người nhiều linh thầy quá, địa phần nhiều linh, người nhiều linh Quảng Trị như thế nào thế? Quan tâm như thế. Mọi người đều tốt đẹp cả, đều hạnh phúc. Đi tới đâu thì con cũng đều ước chung cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc cả. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy sẽ phải lên đường luôn. Đừng cô ấy hỏi nhỉ, đừng cô hãy từ bi nhỉ, đừng cô hung hãn, mình nhẹ nhàng đi. Mọi người ấy chứ. Rồi bây giờ mọi người luôn. Nhưng ở đây tụi em là cũng gần thầy từ đến giờ, nhưng mà em nói đây phải lòng anh nào là anh nói nên giữ nhá. Còn nếu khi mà để công an vào làm việc rồi á, là người nào làm người đó tự chịu, bởi vì trong đây đã có thông tin và cùng nói chung là tôi biết được khoảng 90% thôi. Vừa nay thầy đình chính nói chính, tôi lại nói với thầy đấy và đình chính về cái việc đó. Nhưng tôi nói này, anh em nào trong bất kể anh em cùng đi với thầy đấy, đó như trong hay ngoài, có anh em nào phải lòng anh nào, tôi không nói ở đây tôi biết, nhưng tôi không nói rõ tên ai cả, nhưng phải lòng anh nào anh đó từ đỉnh chính lại nhá. Bởi vì đã có thông tin đó này, mà khi mà dính điều đến công an vào làm việc
lời đừng có đưa anh em đi tung đi vào đó, người nào làm người đó chịu, mình làm mình tự chịu đó. Thôi là được thôi, thôi ông ai đi đạp Phật rồi hoan hỷ ông hãy. Nhưng mà mọi người á đừng có uống vô đấy số rồi anh đi đạp tay nữa, tay nữa hay quá mọi người. Chạy nhau nhà nha, bạn nha nhá, đừng sao đẩy nha, chạy đây đừng sao đẩy nha, đừng sao đẩy. Thôi mình đừng, thôi được rồi, mình đừng dàn ra cho tay ra hết, thôi mình đừng dàn ra đây. Thôi rượu chèn u tốt là không gì mà. Đó được rồi, thì cô qua không? Mình qua anh đẩy cô kia thầy lấy thấy. Đi như sau. Đi rồi, đừng nuôi hành cho. Giãn ra, rộng ra. Giãn ra. Với lại ở đây nữa, như vệ sĩ đồ ở đâu ra chứ, như những người tu hành ấy cũng không cần vệ sĩ đâu. Tự mình giữ gìn giới luật đấy, chả cần ai bảo vệ cả, mình học tập cái điều tốt. Cái điều tốt lành, cái giới luật nó bảo vệ mình, cái đạo đức kia mình không có làm điều gì sai trái thì cần gì ai bảo vệ đâu. Mình không phải là quan chức, quan quyền gì hay là cái gì quan trọng cả, mình xả bỏ hết rồi. Ngồi ở gốc cây rồi đâu có cái gì nữa mà bảo vệ cho mình nữa. Nên là càng bảo vệ thì càng lộn xộn, không có gì cả, càng lung tung ấy. Thầy nói chi phải. Vâng, nên là không cần ai bảo vệ cả, không cần, nhưng mà mọi người là nên tới đứng thì có cái khoảng cách. Chứ đứng sát đi, chẳng hạn như đang ngồi đây mọi người áp sát vào rồi lại tranh nhau xô nhau cái này dẫm đạp lên, có khi lại tự mình để dẫm đạp lên mình đấy, ở tai hại. Nên là mọi người làm được như thế thì tốt đẹp, hạnh phúc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tại vì con là người, những người tu hành là không cần phải tự mình làm cái điều theo lời Phật dạy, điều giới luật được là họ bảo vệ cho mình. Chứ mình đây chưa bảo vệ được cho mình, ai đây cũng già chết thôi chứ bảo vệ cho ai được. Rồi bệnh đấy. Mọi người bệnh tật cũng không làm được đâu, học tập ấy, đạo đức, giới luật thì mới bảo vệ được cho mình. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Những lời của sư chỉ bảo đấy là đúng. Buông bỏ hết rồi. Bây giờ chuẩn bị lên đường nha mọi người. Thầy đang chờ các huynh đệ chuẩn bị lên đường luôn. Có các sư chờ họ. Chờ các sư. Mọi người đi ra phía trước đi. Để ra ra đi. Bây giờ tất cả. Ai cũng làm 1-2 người thì không sao, còn trăm người đến như thế. Đó. Chuyện. Đi lạc hay đó là xe xe đó. Ôi, nhà mọi người mà gần ngất đi. Có đi. Có đi. Cô đi ra cô tôi giữ luôn. Đi tự mày lắm. Tự mày. Mày đắt cho. Thôi đừng mấy quýnh mấy quýnh đệ kia. Cái trước đánh ra đi, cái trước đánh ra đi, để cho mày đi. Thăm chưa cô? Thăm chưa cô? Thăm chưa cô? Thôi đứng gọi thôi, đứng gọi. Ra, đứng ra, ra. Ra tí, dán giống ra để cho thầy đi cho mặt. Ở đây đứng ngồi đông nóng quá mọi người. Ra cho thầy. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi quay cho thầy vậy. Sao tôi quay cho thầy vậy? Xong rồi cái nhà bếp luôn. Rồi. Thế này vậy? Nghĩ này sao nữa? Xây nhà bếp lại. Thầy nói rất là chi lý nha, cô chú dễ. Thầy có những chia sẻ rất là thẳng thắn rồi ha. Không có quyên góp tiền từ thiện hay gì đây cả. Và đây không phải là một cái đoàn ha, ai phát tâm đi theo thì đi nha quý vị, còn ai không muốn đi nữa thì có thể về nhà ha. Đó, thầy chia sẻ như vậy mọi người. Thầy đang đợi những huynh sư huynh đệ khác chuẩn bị xong y là sẽ lên đường nha. Bây giờ 3 giờ chiều rồi.
Ngay lúc này, sư Thích Minh Tuệ kêu tất cả mọi người im lặng để sư chia sẻ một số vấn đề liên quan trong thời gian qua. Mời cô chú anh chị cùng theo dõi hết cái video này để nghe những lời tâm sự từ thầy Thích Minh Tuệ nhé. À, mọi người tật tự nhỉ, tới đây ở đâu rồi? Kênh YouTube có TikTok, mỗi ai là đây cho thay đổi. À, YouTube mơ đâu, khi nào thì bảo quay thì không quay, khi không bảo quay thì lại quay. Ở đâu nhỉ? Dạ, có ngay này thôi. Ngoài con nước hết rồi thầy ạ. Ờ, thế chưa? Được người nào không phải đó. Nói như tôi thế. Rồi, im lặng xuống để cho thầy nói. Đi vào đi ạ. Đi vào cái này thôi, nhỏ chị em đi. Mẹ anh chưa có bí lại đấy đi. Thôi, sao đang ngoài nhà chứ. Dạ, cho mấy bạn tôi bê vào đi. Cho mấy bạn chứ có bí lại. Rồng ra tiếng rồi đây. Đâu hết chưa? Dạ rồi thầy. Coi chưa? Dạ. Coi chưa? Dạ rồi. Dạ rồi thầy chia sẻ đi ạ. À, hôm nay con mới chia sẻ với mọi người á là ở chỗ con đi là không có đội trưởng nào cả. Không có ai chịu trách nhiệm đứng ra để quyên góp tiền để bố thí cho những cái người tu hành. Nhưng mà cá nhân gia đình nào họ tự đi khất thực mà họ tự bố thí thì quyền của họ, chứ không có quyên góp gửi tài khoản hay nhờ vả gì ai khất thực cả. Nếu mà biết là họ không nhận, họ chỉ đi khất thực, nếu mà tới nhà họ xin cơm nguội hay là cái gói mì gói hay cái gì đó để cho nhẹ, chứ không cần phải quyên góp tiền bạc gì của ai đứng ra chịu trách nhiệm cả. Nên là mọi người biết được rồi thì đừng có nghe những cái người mà người ta lợi dụng, người ta lừa đảo, gửi tài khoản từ xa tới để làm những cái điều không tốt. Con cũng nói như thế, ở đây là không có đoàn gì cả. Tại vì mọi người là tự nguyện đi học, ai muốn đi thì đi, muốn về thì về, chứ không có tổ chức gì cả, họ tự đi khất thực. Con cũng nói với mọi người cũng không có truyền bá, cái đây là tập học, cái đạo đức, cái sức khỏe, rèn luyện cái bộ hành. Khám nhận để có cái sức khỏe để học tập cái đạo đức theo lời Phật dạy thế thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Chứ mọi người cứ nghe nói là gửi tiền gửi bạc, cái là mọi người tự, nếu mà nhẹ dạ cả tin thì mọi người chịu lấy, chứ không có ai nhận cái đấy cả. Vâng, nhưng mà mọi người mà muốn bố thí hay là cái gì được cho những người tu tập thì đưa tới tay, đừng có gửi. Tự mình đấy, gặp hữu duyên thì bố thí, còn không gặp thì thôi. Còn với lại cho, không phải là tranh nhau nháo nhác như thế này, đặt một cái đầy người làm đổ hết cũng không được. Phải đúng chỗ với lại mọi người đi là đảm bảo cái trật tự, khoảng cách ra, giao thông, giao tiếp an toàn, để họ nói với lại cái chỗ nghỉ ngơi á. Rừng thì rất là rộng, ngồi xa ra mỗi người một chỗ ấy. Ngồi nghỉ cho nó thoải mái, không phải chen chúc như thế này, lộn xộn với này, trật tự giao thông ai cũng khổ cả. Nên là mọi người biết được như thế thì học tập thì tốt đẹp. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dán vào Phật cho thầy đi. Rồi bây giờ xin mời thầy đi. Rồi. Con người nhiều linh thầy quá, địa phần nhiều linh, người nhiều linh Quảng Trị như thế nào thế? Cảm như thế. Mọi người đều tốt đẹp cả, đều hạnh phúc. Đi tới đâu thì con cũng đều ước chú cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc cả. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy sẽ phải lên đường luôn. Đừng cô hãy từ bi nhỉ. Đừng cô hung hãn, mình nhẹ nhàng đi. Mọi người ấy chứ. Rồi bây giờ mọi người luôn. Nhưng ở đây tụi em là cũng gần thầy từ trước đến giờ. Nhưng mà em nói đây phải lòng anh nào là anh nói nên giữ nha. Còn nếu khi mà để công an vào làm việc rồi á, là người nào làm người đó tự chịu. Bởi vì trong đây đã có thông tin. Và cùng nói chung là tôi biết được khoảng 90% thôi. Vừa này thầy đình chính nó chính, tôi lại nói với thầy đấy. Và đình chính với cái việc đó. Nhưng tôi nói này, anh em nào trong bất kể anh em cùng đi với thầy đấy. Có dù trong hay ngoài, có anh em nào phải lòng anh nào, tôi không nói ở đây tôi biết, nhưng tôi không nói rõ tên ai cả. Nhưng phải lòng anh nào anh đó tự đình chính lại nhá. Bởi vì đã có thông tin đó này, mà khi mà dính điều đến công an vào làm việc, lời đừng có đưa anh em đi chung đi vào đó, người nào làm người đó chịu.
15 anh chị chịu. Đó. Mới là được. Rồi thôi. Ông ơi. Ai như đà Phật. Rồi. Không hãy nhưng mà mọi người á. Đừng có nhô đẩy. Số đẩy. Ai như đà Phật. Tài nói hay quá mọi người. Ờ chạy nhau. Quan điểm này nha. Bạn nha nha. Đừng cho đẩy nha. Vậy đây đừng cho đẩy nha. Đừng cho đẩy. Thôi mình đừng. Thôi được rồi mình đừng dặn ra cho thầy ra. Thôi mình đừng dặn ra. Thôi được rồi, chuyện u tốt nhất cũng gì mà. Đó được đó chị. Qua vâng. Mình đúng quá. Tại anh kia anh đẩy cô kia thầy lấy thấy. Đi sau thì đi. Rồi, đừng nuôi hẳn xong. Giãn ra, rộng ra. Giãn ra. Ở với lại ở đây nữa như vệ sĩ đồ ở đâu ra chứ như những người tu hành ấy cũng không cần vệ sĩ đâu từ mình giữ gìn giới luật đấy chả cần ai bảo vệ cả mình học tập cái điều tốt cái điều tốt lành cái giới luật nó bảo vệ mình cái đạo đức kia mình không có làm điều gì sai trái thì cần gì ai bảo vệ đâu mình không phải là quan chức quan quyền gì hay là cái gì quan trọng cả mình xả bỏ hết rồi ngồi ở gốc cây rồi đâu có cái gì nữa mà bảo vệ cho mình nữa nên là càng bảo vệ là càng lộn xộn không có gì cả càng lung tung ấy thầy nói chi phải nên là không cần ai bảo vệ cả không cần nhưng mà mọi người là nên tới đứng thì có cái khoảng cách chứ đứng sát đi chẳng hạn như đang ngồi đây mọi người áp sát vào rồi lại tranh nhau xô nhau cái này dẫm đạp lên có khi lại tự mình lại dẫm đạp lên mình đấy tai hại nên là mọi người làm được như thế thì tốt đẹp hạnh phúc ai gì đẹp ai gì đẹp ai gì đẹp vâng tại vì con là người những người tu hành là không cần phải tự mình làm cái điều theo lời Phật dạy giữ giới luật được là họ bảo vệ cho mình chứ mình đây chưa bảo vệ được cho mình ai đây cũng già chết thôi chứ bảo vệ cho ai được rồi bệnh nhé mọi người bệnh tật cũng không làm được đâu học tập ấy đạo đức giới luật thì mới bảo vệ được cho mình ai gì được ai gì được lại còn chỉ bảo đấy là đúng buông bỏ.